Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh vác cảnh. Các bạn vô new cho tôi một cái bản vẽ mới nè, vô thẻ Magic nè, kéo xuống vô cái thằng standard mm.ipt nè các bạn. Ok nữa rồi, bây giờ các bạn về cho tôi một cái hình chữ nhật, gọi lệnh get ten nè, get ten go á. Hình chữ nhật này chiều dài là 30, chiều cao là 20. Enter finish cái get này đi, rồi các bạn sẽ add chút lên 10. Ok. Đó, vậy ta được một cái vật thể 3D. Giờ bây giờ muốn vác cạnh này, các bạn vô lệnh chamfer nè. Đó, các bạn chọn vô cái cạnh cường vác nè. Các bạn khai báo cái kích thước vác nè. Đó, kích thước ở đây là 2. 2 nghĩa là gì? Là từ cái đỉnh này nè. À, từ đỉnh này xuống qua đây mép này 2, và từ đỉnh này qua mép này 2. À, thì ta có cái kiểu distance ha. Rồi, ok. Đó. Bây giờ giả sử tôi vác cạnh bên đây. Đây. Đó, bây giờ tôi phát kiểu distance angle ha, D với A nè. À, cái cạnh là 2 và góc 30 độ đi, góc 30 như đây. À, thì tôi sẽ click chọn cái mặt nè. Face nè. Rồi. Chọn cái mặt thứ hai nè. Chọn cái cạnh nè. Chọn cái mặt nè. Rồi chọn cái cạnh nè. Đó. Yeah. Vậy là gì? Cái từ đây tới đây là 2 nè. Đấy, cái mặt này nó nghiêng góc 45 độ nè. So với cái cạnh này. À, so với cạnh này. Mình thấy đạt rồi, mình ok. Đó. Bây giờ. Rồi. Tiếp theo. Ví dụ như tôi distance nè, tức là khoảng cách 1, khoảng cách 2 á. Đây ví dụ tôi muốn chọn cái cạnh nè, tôi muốn chamfer cạnh này. Các bạn thấy là chamfer distance 1 là 2, distance 2 là 4. Ví dụ tôi cho 4, 2 là 4. Đó. Thì các bạn thấy không? Tùy theo cái kích thước mà các bạn chỉnh ha. Thằng nào 2, thằng nào 4. Rồi các bạn chỉnh xong, nếu mà các bạn thấy không đúng, các bạn có thể bấm nút này để đảo chiều lại ha, đảo chiều lại. Ở đây nè, như 42 nè, thấy không? Ở đây đảo chiều lại thành 24 nè. Nếu đây được rồi, ok. Cancel nó đi. Đó. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cái lệnh chamfer. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thank you, ai chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ subscribe và like và share cái kênh của mình để đón nhận các clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.